Chúng ta đã quá quen với tàu hỏa, xe buýt, xe hơi hay xe điện và chúng đang là những phương tiện công cộng hiện đại nhất hiện nay, góp phần thay thế các phương tiện cá nhân như xe máy trong hệ thống giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có dòng xe bọc thép mà chúng ta chỉ thường nhìn thấy trên phim ảnh. Không chỉ đơn thuần là lô cốt di động bảo vệ cho chủ nhân, những chiếc xe bọc thép chống đạn còn là phương tiện để thể hiện sự giàu có, đồ chịu chơi của các yếu nhân. Điều kiện chính trị và kinh tế bất ổn là yếu tố để ngành công nghiệp sản xuất xe chống đạn tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây với hơn 100.000 phương tiện bọc thép được lưu hành trên thế giới lần đấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám phá Tubi. Hôm nay các bạn hãy cùng chúng mình đến với danh sách những chiếc xe bọc thép hiện đại nhất trên thế giới nhé. Đảm bảo là sau khi xem xong video này, bạn nào cũng sẽ muốn tậu ngay cho mình một em cho mà xem. Kanai XV. Nhìn vào chiếc xe bọc thép ngầu lòi này, bạn nghĩ gì? Chắc chắn là đang nghĩ phải làm sao để đủ ngầu cho xứng đáng với chiếc xe khủng này, có đúng không? Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là chiếc xe bọc thép hạng sang dành cho những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu trên thế giới. Chiếc xe tên là Kanai XV này có cân nặng lên tới 8,8 tấn, chiều dài 5,5 mét. Tuy rằng có kích thước và cân nặng quá khổ như vậy, nhưng đây lại là một mẫu xe được làm thủ công tại nhà máy của hãng ở Canada. Với ý tưởng cho ra đời một chiếc xe chống đạn, Kanai XV được hãng Conquest sản xuất với chất liệu từ thép và nhôm chất lượng cao, kết hợp cùng nhiều hợp chất đặc biệt khác giúp cỗ máy nặng gần 9 tấn trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm khi mà nó di chuyển trên đường. Xung quanh xe được gắn một loạt camera vệ tinh theo dõi. Với những vật liệu này khiến cho cửa xe cần phải được đỡ bằng một bản lề đặc biệt. Bên cạnh đó, lốp xe cũng được chế tạo cực kỳ vũ trang khi có thể chịu được sự tấn công của tên lửa APG. Thế nên, với những cuộc tập kích vũ trang, chiếc xe này thoải mái bảo vệ cho người ngồi trong, không hề tổn hại một chút nào. Chưa kể đến, nội thất xe đỉnh của chót khi nó được xây dựng từ chiếc xe bán tải hạng nặng Ford F-550, được đổ thêm tủ lạnh này, máy tính, rồi cả hệ thống chơi game xịn sò, định vị GPS. Tóm lại là cái gì cũng có, mà giá cả thì cũng phải chăng, chỉ khoảng tầm 13 tỷ thôi mà. Một khi mà ngồi trên chiếc xe này xong thì bạn có thể đi khịa cả thế giới mà chả sợ bố con thân nào cả. Đấy là mình nói đùa thôi đấy nhá. Each of the Knight XVs, depending on the armoring level, we built a proprietary system that allows for windows to go up and down. This particular window is Marauder. Xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn, chiếc xe bọc thép có khả năng húc đổ tường và chịu được áp lực từ một vụ nổ tên lửa. Vâng, chiếc xe không thể ngăn cản này có tên là Marauder. Với động cơ turbo diesel 6 xi lanh, chiếc xe thiết giáp có thể đạt tốc độ lên đến 120 km/h. Đồng thời, lớp vỏ của nó đủ mạnh mẽ để tồn tại sau một vụ nổ mìn. Chiếc xe quân sự này cũng hoạt động tốt trên địa hình gồ ghề, mặc dù trọng lượng của nó lên tới 20 tấn khi được lắp đầy đủ lớp vỏ bảo vệ. Tuy nhiên, chiếc xe này lại cần tới 2 người để có thể lái được nó và có thể chở tới 8 lính với đầy đủ quân trang phía sau. Kết cấu vững chắc giúp xe có thể lắp đặt hệ thống vũ khí như súng máy, pháo, bệ phóng tên lửa cũng như các hệ thống giám sát, điều khiển. Và với mục đích để gìn giữ hòa bình thế giới thì chiếc xe này chỉ được bán cho chính phủ thôi nhá. Chúng ta hoàn toàn không thể mua được nó đâu. Thế nên mình mới nói đây là chiếc xe có tiền cũng không mua được là thế đấy. Tesla Cybertruck. Cybertruck ngay ngày đầu tiên ra mắt đã được đánh giá là thảm họa vì chiếc kính bọc thép của chiếc xe này đã bị bể sau khi bị một nhà thiết kế ném bóng kim loại vào để test. Nhưng hãy khoan gọi nó là thảm họa, vì sau khi xem xong những hình ảnh này, bạn sẽ phải suy nghĩ lại đấy. Cybertruck, chiếc xe bán tải chạy điện với thiết kế kỳ dị mới của Tesla, được CEO Tesla Elon Musk mô tả là tốt hơn hẳn chiếc xe bán tải F-150 nổi tiếng của Ford. Về ngoại thất, Cybertruck có thiết kế khá dị, trông giống với một chiếc xe có thể chạy ở trên sao hỏa hơn là dùng để chạy ở trái đất đấy. Trước đó, Elon Musk đã nhiều lần quảng cáo về chiếc Cybertruck rằng nó là một sản phẩm được lấy từ bộ phim viễn tưởng Blade Runner. Vỏ xe của Cybertruck có khả năng chống được cả đạn nhờ được làm từ cùng một loại xe thép không gỉ bọc ngoài tàu vũ trụ Starship. Về kích cỡ, Cybertruck có các thông số cơ bản không khác những chiếc bán tải của các hãng là bao, với chiều dài 5,8m, rộng 2m, cao 1,9m, đủ chỗ cho đến 6 người ngồi.
Cybertruck sở hữu thiết kế như bước ra từ phim điện ảnh, khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 2,9 giây như siêu xe. Tầm hoạt động hơn 800 km cho mỗi lần sạc đầy. Hơn nữa là đến năm nay, tức là năm 2021, sản phẩm này mới đi vào sản xuất, nên việc khắc phục lỗi kính bọc thép bị vỡ chỉ là chuyện còn co mà thôi. Hyundai Elivert. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn kết hợp một chiếc ô tô và một con robot? Câu trả lời chắc chắn sẽ là biến hình. Và Elivert được ra đời từ sự biến hình đó đấy. Elivert có khả năng biến đổi từ một chiếc xe bốn bánh thành một cỗ máy đi bộ bốn chân, mang đến khả năng vượt qua những khu vực địa hình mà ngay cả những xe địa hình có khả năng tiếp cận cao nhất hiện nay cũng không thể chinh phục. Khi mới ra mắt, Elivert còn được quảng bá về khả năng leo tường, vượt qua các địa hình đa dạng và tiếp cận các rào cản linh hoạt, trong khi đó vẫn đảm bảo sự an toàn và vị trí cố định cho hành khách ngồi bên trong. Phương tiện này giúp hỗ trợ giải quyết những vấn đề khi di chuyển trên địa hình bất thường, thăm dò bề mặt, tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp, và giải quyết các trở ngại giao thông đáng kể mà nhiều người bị suy giảm khả năng vận động phải đối mặt hàng ngày. Song, chiếc xe có thể đi bộ này cũng kèm theo những thách thức vô cùng khó khăn về thiết kế và kỹ thuật, đặc biệt là việc cải tiến cùng những bộ phận xe gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ hơn so với các dòng sản phẩm tương tự trước đây. Trong thiết kế của Elivert, động cơ điện mô men xoắn cao được lắp đặt ở mỗi khớp của chân xe. Điều này đòi hỏi các bộ phận cấu trúc phải mạnh mẽ và cứng cáp. Nhưng các yêu cầu về khả năng xử lý và tải trọng của phương tiện đòi hỏi những bộ phận này và các bánh xe dẫn động trong động cơ phải đóng vai trò như bàn chân của xe, đạt độ gọn nhẹ nhất định. Hiện tại, Elivert chỉ mới đang tồn tại dưới dạng nguyên mẫu prototype tỷ lệ 5:1. Vì vậy, vẫn còn phải chờ đợi những bước tiến và thay đổi tiếp theo trong dự án hiện đại này của Hyundai. Xe quân sự bọc thép Punisher. Phương tiện trông giống hệt như với những chiếc quái xế trong các bộ phim siêu anh hùng, nhưng chiếc quái vật Batmobile và được biết đến với cái tên Punisher. Đây chính là một sự thay đổi mới nhất dành cho đội đặc nhiệm của quân đội Tổng thống Putin. Punisher là tên gọi khác của ZIL Caratel. Xe có sức chứa 10 người, thân xe thiết kế sử dụng công nghệ 3D. Quái vật trang bị lớp giáp Glass 6A có khả năng chống mìn và đạn cỡ nòng 7,62mm. Trọng lượng 12 tấn, vận tốc tối đa 200 km/h. Lớp mạ bọc thép dày được áp dụng cho chiếc xe khiến nó có thể chịu được sự tấn công của đạn và thậm chí vẫn sống sót ngon lành sau khi bị dính mìn nổ trực tiếp. Hơn thế nữa, những khoảng trống nhỏ trong lớp giáp Glass 6A cho phép gắn và sử dụng súng để chống lại bất cứ ai hoặc bất cứ vật cản nào trên quãng đường mà nó di chuyển. Xe bọc thép BVS-10 Viking. BVS-10 là một chiếc thiết giáp bọc thép, lội nước hai thân, áp dụng công nghệ bảo vệ hiện đại do BAE System Hägglunds thiết kế và phát triển ở Thụy Điển. BVS-10 Viking có trọng lượng 7 tấn, dài 8m, rộng 2,2m, cao 2,5m. Sử dụng động cơ diesel công suất 285 mã lực, tốc độ tối đa 70 km/h khi tác chiến trên bộ và 4 km/h khi tác chiến dưới nước. Tầm hoạt động từ 400 đến 1.000 km. BVS-10 Viking có thể chở được tối đa 14 lính thủy đánh bộ và 8.000 kg hàng hóa các loại, di chuyển với tốc độ 65 km/h. Xe BVS-10 có khả năng leo dốc 45 độ bơi dưới nước, di chuyển trên địa hình tuyết phủ, mềm yếu và cứng, thậm chí trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Xe có khả năng mang tải 8 tấn và năng lực linh hoạt lắp sẵn, cho phép cabin có chức năng đặc biệt để kết hợp chở hàng và chở quân. Khi được lắp bánh xích, BVS-10 có thể thực hiện được cả nhiệm vụ quân sự và dân sự trong những địa hình khó khăn như là cứu trợ thảm họa và các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Hiện nay, BVS-10 là mẫu xe bọc thép lội nước chính của lính thủy đánh đồ Anh. Trước khi đến với chiếc quái xế cuối cùng, hãy cùng FB nghĩa qua chiếc xe vô cùng hầm hố và ngầu lòi trong ảnh đại diện nhé! Có vẻ như đây là một bức ảnh được tuôn ra ngoài của một cơ sở chế tạo quái xế bí mật nào đó. Trên thực tế trên thị trường, FMI vẫn chưa thấy chiếc xe nào có ngoại hình ngầu lòi như thế này cả. Các bạn có biết chút ít thông tin nào về quái thú này không? Hãy comment lại ngay xuống phần bình luận cho FMI và mọi người được biết với nhé! Xe tăng Ripsor EV2. Theo như mình đã tìm hiểu được thì EV2 có nghĩa là Xtreme V2, phiên bản 2 hay dịch ra là xe cực chất thế hệ thứ 2. Được thiết kế và chế tạo ban đầu là cho quân đội, với trọng lượng nhẹ này, xe tăng siêu tốc độ, Ripsor đã chứng tỏ là phương tiện theo dõi kép nhanh nhất từng được phát triển. Khi nó xuất hiện trên các trang bìa của tạp chí như Khoa học phổ biến và giành giải thưởng cho phát minh của năm.
Tuy nhiên, Ripsor EV2 ra đời với tất cả những gì cao cấp nhất mà công ty chuyên về công nghệ Hull & Hull có thể trang bị cho một chiếc xe tăng từ 16 inch hành trình treo đến nội thất sang trọng phải lên tới 1.500 mã lực kèm theo nội thất tiện nghi với đủ các công nghệ hiện đại hỗ trợ. Quan trọng hơn cả là mỗi chiếc Ripsor EV2 ra đời đều được sản xuất hoàn toàn thủ công với thời gian hoàn thiện lên tới 3.500 giờ, tức là tầm 5 tháng đấy các bạn ạ. Vừa rồi là một số chiếc xe bọc thép hiện đại nhất thế giới mà S đã truy lùng ra thông tin và giới thiệu đến với các bạn. Các bạn thấy ấn tượng và muốn dinh em xe nào với nhất thì hãy comment lại ngay xuống phần bình luận cho Edwin cùng biết với nhé. Và đừng quên là ấn subscribe kênh, ấn hình quả chuông bên cạnh để cập nhật những video mới của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.